Xin chào 500 anh em nhé. Hiện tại là tôi đang ở bãi biển Sầm Sơn, đi vòng quanh bờ biển bằng một chuyến xe điện. Anh ơi, anh nào xe điện, anh tên là gì nhỉ? Đó, tên là Trọng. Tên là Trọng à? Mình lâu năm bao nhiêu tuổi? 26 à? Mình làm xe điện lâu chưa? Làm xe điện được 4 năm. À, 4 năm. 4 năm là cũng... Sầm Sơn này mình có bao nhiêu, tổng số là bao nhiêu xe điện? Gần 500 chiếc. Nào gần 500 mà tốc độ nghe chừng hoạt động cũng tương đối là hết công suất. Nhìn thấy công ty xe chơi mới đâu. Thế là nhà mình ở đây hay ở đâu vậy? Ở đây. Vợ con thì chưa? Chưa. À chưa. Có duyên đi với cả một cậu tên là Trọng, lái xe điện, 26 tuổi mà chưa có người yêu. Chưa có vợ. Chưa có vợ, còn yêu có rồi đúng không? Rồi, rất hay rồi. Bạn xe điện rất là vui tính, cảm ơn nhé. Dạ. We'll be right back.
vâng, sân chơi ở Sầm Sơn là rất là hay. Lâm chào anh em, nếu như ai chưa đi Sầm Sơn thì đi Sầm Sơn trải nghiệm nhá. Yeah.
thịt vịt.